là cái mẫu máy 52, máy đùn xương, đùn thịt hay là có thể gọi là cối xay thịt, máy xay thịt. Đó, bên em là phân phối ở trên thị trường hiện nay. Thì dòng này là dòng mẫu 52. Cực kỳ to luôn, sử dụng điện bên em là lắp cái motor điện động cơ toàn phát một pha. Dây bằng 100% cuốn dây đồng, vỏ thì vỏ bằng gang, rất là nặng. Riêng cái motor 3 kg rưỡi này nó sẽ nặng khoảng 34,4 kg. Đó, nghĩa là nó rơi khoảng chừng khoảng 35 cân phủ bì. Rất là nặng, rất là chắc chắn. Điện là điện một pha gia đình các bác nhá. Chúng ta lưu ý chiếc motor này là dòng motor xuất. Nó chạy điện là phải đủ 220V mới chạy được. Những cái dòng điện ở các khu vực mà 180V thì lắp con này lên nó chỉ gọi là lờ đờ. Khi chúng ta bỏ bất kỳ cái nguyên liệu vào nào ở đây nó sẽ có tải và nó sẽ đứng luôn, để khoảng 3 phút là cái motor này nó sẽ bốc khói và cháy. Nên chúng ta phải lưu ý là nó phải chạy đủ vào, chúng ta phải nhìn nó chạy tít chạy khỏe thì mới chúng ta mới dùng được nhé. Thì đối với chiếc cối này, thông số kỹ thuật của nó là model 52S. Con này là S, nghĩa là cái dòng này cao cấp hơn. Nó là dòng S của con 52. Đó, chụp mạ hay là mặt bích sẽ được mạ luôn, rất là sáng bóng, đánh bóng rất kỹ càng. Đó. Động cơ thì chiếc cối này nó sẽ dùng động cơ khoảng 3-4 kg, năng suất 350 cân đến 450 cân một giờ. Riêng mình cái cối này cho mượn nó khoảng 30 cân, rất là nặng. Chiếc trục xoắn đây các bác có thể nhìn thấy rất là kỹ càng, ra nhìn soi kỹ một chút này, rất là sáng bóng này, nặng 5,5 kg mình cái trục này không các bác nhé. Vì vậy nó cần một cái motor nó phải khỏe nó kéo được, chứ motor yếu không thể kéo cái motor mà yếu chúng ta kéo cái trục này không là thế nặng được. Sẽ lắp thành bộ luôn cho anh em có thể xem, và cuối video bên em sẽ có báo giá nhé cho chúng ta có thể cân nhắc đặt hàng. Các bác lắp là phải lắp kịch này, sau đó chúng ta lắp đến con dao này. Thì rất nhiều người khi mà chúng ta tháo ra vệ sinh lắp con dao lắp như này, lắp quay úp vào trong như vậy sẽ không cắt được, đùn nó sẽ bị tắc nhé, ra phải quay ra ngoài này. Thì khi quay ra ngoài này, con dao này cái mặt cắt này nó sẽ tiếp xúc với mặt sàn, như vậy thì nó mới cắt được. Đấy là chính khi nào cái lưu ý rất là đặc biệt, rất nhiều người sẽ bị mắc phải và hỏi tại sao nó không đùn được. Cuối cùng là cái mặt bích, thì cái mặt bích này tao gen rất là kỹ càng. Tuy nhiên là các bác lắp vào chúng ta lắp nhẹ nhàng thôi, và xoay này chúng ta cũng phải lựa đúng cái gen chúng ta mới xoay nhé. Đấy, khi lựa đúng gen nó sẽ chạy rất là nhẹ thôi. Đó. Thế tổng trọng lượng của chiếc máy 52 này, thì em chế tạo ra cái khung này và lắp motor cũng như là cái cối nặng chừng khoảng 70 kg. Đó, rất là nặng này, hai người bê con này nó rất là nặng rồi, 70 cân. Chúng ta lên lưu ý đặt cố định một chỗ thôi, bê đi bê lại, chiếc máy này rất là nặng. Chiếc motor này có hai cái tụ rất là to và có một cái hộp điện ở đây. Các bác lưu ý thì chúng ta đấu điện vào, chúng ta sẽ phải đảo chiều của cái motor nhé. Thay vì quay bên phải như các motor thông thường ấy, chúng ta sẽ đảo cái hộp tụ lại cho nó quay bên trái để đảm bảo là chiếc trục xoắn này nó chạy đúng hướng, nó sẽ đùn nguyên liệu ra. Đấy, chiếc cối này nó sẽ đùn được xương thịt. Xương thì chúng ta có thể đùn cái loại xương lợn, xương ống lợn cũng đùn được. Tuy nhiên là những con lợn quá to thì cái máy đùn 52 này sẽ không tải được, chúng ta sẽ phải cân nhắc dùng máy đùn 62. Và đối với máy đùn 62 thì chúng ta sẽ phải sử dụng điện 3 pha. 62 nó sẽ không có dòng máy một pha đâu, một pha cũng lắp được nhưng mà chỉ chạy tạm thôi, không để nào đùn cả vật liệu nặng. Đó. Thì cuối video rồi, em xin báo giá sản phẩm máy đùn 52. Giá là 7.500.000, báo ship tận nhà rồi. Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, quý vị vui lòng liên hệ theo số điện thoại và ghi trên màn.